đi xe máy lên vỉa hè, rơi hố sâu hơn 3 mét ven đường. Đi xe máy lên vỉa hè, nam thanh niên cùng phương tiện lọt xuống hố sâu hơn 3 mét, chới với trong vùng nước bẩn, bị chấn thương vùng đầu. Ngày 20 tháng 9, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ việc thanh niên đi xe máy rơi xuống hố sâu dẫn đến bị thương xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào tối ngày 19 tháng 9, anh Lê Văn Đầy, 25 tuổi, quê Kiên Giang, công nhân, đi xe máy trên đường kênh Trung ương. Trong lúc cho xe lên lề đường thì cả người cùng phương tiện rơi vào hố nước sâu hơn 3 mét. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy ra đưa nạn nhân lên bờ trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, phải khâu 3 mũi. Trước đây có 2 học sinh và một tài xế xe ôm công nghệ từng bị rơi vào hố nước này, một người dân cho hay. Ghi nhận, hố nước nam công nhân bị rơi xuống sâu hơn 3 mét, dài hơn 20 mét, phần vách được xây gạch, nhiều người lắp cột bê tông ở bề mặt để lấy mặt bằng buôn bán tạm. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết hố nước trên thuộc kênh Trung ương, đoạn kênh bị người dân lấn chiếm làm nơi buôn bán lâu nay. Theo người này, tuyến đường và kênh Trung ương hiện đang được nâng cấp, xây dựng hơn 1 năm qua nhưng chưa giải quyết xong mặt bằng. Tài xế xe tải lao xuống sông cứu cô gái sải chân, cả hai cùng bị đuối nước. Khi lái xe đến cầu Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, anh Tuyền phát hiện cô gái bị gạ xuống sông đã nhảy xuống sông cứu cô gái, nhưng không may cả hai bị đuối nước. Hiện trường xảy ra vụ việc, ngày 20 tháng 9, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, trưa ngày 20 tháng 9, chị Dương Thị Thanh, sinh năm 1997, thường trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, trên đường đi làm về đến cầu Cẩm Lý, có thể do tránh xe ô tô nên bị trơn trượt, ngã xuống sông. Ngay lúc đó, anh Giáp Văn Tuyền, sinh năm 1998, ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam, lái xe tải đến cầu Cẩm Lý phát hiện chị Thanh bị gạ xuống sông, đã không quản ngại nguy hiểm xuống xe ô tô, nhảy xuống sông để cứu chị Thanh. Nhưng do dòng nước chảy xiết, cả người phụ nữ và tài xế cũng bị đuối nước. Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Lục Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân. Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Bắc Giang đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Thanh và anh Tuyền. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.